Mình chào các bác đã quay trở lại với cửa âm thanh Micro Audio. Hiện tại thì cũng đang test những chiếc đẩy và chiếc nâng tiếng PX22 Plus hàng chính hãng của AV Pro. Thì cũng có rất là nhiều các bác quan tâm đến cái dòng nâng tiếng chính hãng này, cũng là cái bản mới nhất tháng 5 vừa rồi mới ra. Bên em lại về tiếp tục được gần 50 chiếc nữa các bác nhé. Đó. Thì cũng rất là nhiều các bác đắn đo là với những cái chất lượng hàng về sau thì nó có hơn những cái bản trước không. Đấy. Thì kính thưa với các bác luôn là với những cái bản sau thì lúc nào bên hãng cũng sẽ nâng cấp. Thứ nhất là về hình thức này, còn cái đặc biệt của nó là cái chất lượng. Đó. Chất lượng đầu tiên đó là về âm thanh, là bass lúc nào cũng chắc sâu hơn, để khi các bác hỗ trợ nghe nhạc hoặc hát karaoke sẽ đầm hơn. Và cái giải tép nó không bị chói khi các bác tăng mắc luôn các bác nhé, mắc như thế này nó vẫn giữ nguyên được cái giải tép lên chi tiết nhưng mà nó lại đầm các bác nhé. Đó, hiện tại trên thị trường thì với những cái dòng nâng tiếng thì rất là nhiều, loại 1, loại 2 thì rất là nhiều, nhưng mà bên em không làm những dòng đó, chỉ làm một cái dòng chính hãng thôi các bác ạ, để đem lại một cái chất âm hay nhất cho các bác khi mà lắp vào bộ dàn. Đó, đây là những cái phiếu mà khi một chiếc nâng tiếng bên trong hộp các bác nhé. Còn bên em thì là phân phối độc quyền với những cái dòng nâng tiếng này, với những dòng AV Pro các bác nhé. Đó, đây bên hãng có gửi cho hẳn một bảng đại lý luôn các bác nhé. Đó, với những dòng khác thì bên em sẽ không làm, còn nếu với dòng hàng bãi thì bên em làm rất là nhiều các dòng, nhưng mà với những dòng hàng mới chính hãng thì chỉ có một dòng thôi. Đó, để các bác mà có quan tâm đến kênh của bên em thì các bác sẽ hiểu hơn về những cái dòng nâng tiếng này. Như các bác có thể nhìn thấy thì cái mặt trước hình thức rất là đẹp này, mặt phay nhé các bác nhé. Phay ở đây thì có các chế độ như là USB này, Bluetooth này, cổng quang này, cổng AUX này. Đó, cũng rất là tiện lợi cho các bác ghép với những cái dòng ví dụ như là âm ly thì các bác cũng có thể sử dụng cái Bluetooth cho nó hợp lý hơn. Đó. Và ở đây thì có chế độ cột đèn này. Cái thứ hai là khi các bác tăng to nhỏ của nâng tiếng như kiểu là có con đẩy luôn các bác nhé. Đây. Đó, có một cái chế độ riêng để các bác có thể sử dụng được cái tín hiệu vào lọc nhiều hay ít qua khi qua nâng tiếng. Đó. Đó, các bác có thể đeo tai nghe khi mà giải trống lên cũng như là tép lên rất là mịn và đầm, nó không bị chói các bác nhé. Nhiều dòng thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ bị xé giải tép, nhưng mà các bạn phải thử trực tiếp như thế này thì mới dễ nhận ra được là cái con nâng tiếng nó có chất lượng hay không. Đấy, nên là test trực tiếp các bác nhé, đừng có lên quá là nhiều thiết bị thì các bác sẽ không phân biệt được cái nào nó đang là chuẩn. Đó, vì nó can thiệp vào nhau rất là nhiều. Đây, như tín hiệu thì đang xuống đẩy này. Đó, và đây là từ laptop vào. Đấy, các bác có thể check mã thông tin luôn trên này bằng QR đây, hoặc là các bác có thể check để bảo hành luôn. Còn bình thường là bên em sẽ bảo hành cụ thể luôn cho các bác, thì có vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp thì nó nhanh hơn. Thì các bác biết, ví dụ như các bác mua hàng siêu thị cũng vậy thôi, qua những cái mã check này thì thông tin rất là ok, nhưng mà khi mà ví dụ như không may có bảo hành thì nó khá là lâu, cho nên là cứ trực tiếp qua bên bán như bên em thì sẽ xử lý hết tất cả. Đó, các bác nghe thì bát đầm nhá, tép này cho lên này, tép lên nó rất là đầm mà nó không bị thé nha các bác nhá. Đây là tắt là không qua này. Với những chiếc nâng tiếng thì nó cũng chỉ là như những chiếc lọc thôi, nhưng mà nó sẽ rút gọn lại và dễ sử dụng hơn và nhiều tiện ích hơn, nó là như vậy. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là đặt câu hỏi cho bên em, để bên em sẽ hỗ trợ trả lời đầy đủ các thông tin cho các bác. Còn các bác nào còn vấn đề gì chưa hiểu hoặc là thắc mắc thì có thể là comment dưới video, bên em rảnh sẽ làm tiếp tục những cái video để giải thích cái thắc mắc cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều, xin được mến chào các bác.